Mất băng, ức mỡ, cá dứa, cá chả, cá ta xa. Cùng mẫn nha. Mở dạng sợi xả ớt. Dạ mama rồi. Tính giờ đi học nhảy rồi mama. Ủa? Ừ. Vậy hả? Tới giờ rồi hả? Rồi 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 đi đi. Ủa mama có phải tù không? Anh hôm nay phải ổn không? Có đến 10 cái gì hết phần. Thơm không? Dạ thơm. Áo mơ mi phong quá trời luôn. Rồi mình đi nha. Nghe nha. Đó, ngoài làm content ở trên mạng xã hội á, thì Mẫn cũng là một người mẹ như bao người mẹ khác. Cũng phải tất bật chăm con, đưa con đi học rồi lo nhà, lo cửa nè. Nhiều lúc á, đang quay ăn uống vậy đó mà tới giờ đưa cô ca đi học nhảy hay là đi chơi phải lật đật đứng lên đi. Nhưng mà trộm vía nha, có bí kíp để quần áo không có bị ám mùi thức ăn đó nha. Mỗi lần sau khi giặt á, là một bước không thể thiếu đó chính là dùng nước xả vải xốp. Nước xả xốp thiên nhiên này đó ha. Có hai hương thơm, hoa tươi thiên nhiên để mọi người lựa chọn đó. Hoa hồng ngọt ngào và nhài tay thanh mát hen. Thích một cái á, là lưu hương bền lâu trên quần áo, đánh bay các mùi hôi khó chịu, nên là khi hoạt động nhiều hay là nấu nướng vẫn không có lo bị bám mùi mà quần áo vẫn luôn thơm tho. Chất lượng gì đó mà giá đâu có tầm 1.000 đồng cho một lần xả thôi. Trời ơi, vừa rẻ vừa thơm. Muốn tiền ít mà ngửi được đồ thơm á thì mình chọn nước xả xốp thiên nhiên là ok đó ha. Rồi, thơm tho không có lo mùi hôi, là nấu nướng món gì cũng vô tư hết trơn á. Không có sợ mà đang nấu đồ ăn giữa chừng cái phải tới giờ đi ra ngoài đường. Có đi ra ngoài đường thì mình vẫn tự tin là quần áo vẫn luôn thơm mát. Mẹ thơm, con thơm, cả nhà cùng thơm.